dưới là những cái cánh đồng. Bậc lên xuống này được cũng được làm bằng bê tông này, hai cái lan can được làm bằng inox các bạn nhé. Anh My đang chỉ lên trên cho chúng ta. Còn đây là phía dưới này các bạn này, phía dưới thì có hai phòng lưu trú đó, phòng khép kín các bạn ạ. Đó, còn bên trên là sẽ là theo homestay nhé, chúng ta có thể đi du lịch theo đoàn đông thì chúng ta có thể ở tập thể trên đó. Còn ở bên dưới là sẽ có hai phòng lưu trú riêng nhé. Đây là phía sau này các bạn này, đấy vườn hoa bên phía kia là mình đã vừa bay flycam cho các bạn xem rồi. Còn đây là phía đằng sau của ngôi nhà đấy. Đây là đằng trước của toàn cảnh phía đằng trước các bạn nhé. Rồi có lẽ là video này anh em mình xin kết thúc tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh cũng như nhấn theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Và đây là một điểm du lịch rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn hãy nếu đi qua Yên Bái, Lục Yên thì các bạn hãy tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.